Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Đình Trạc khởi động cỗ máy thanh trừng ở Sài Gòn, dính trưởng hàng loạt, ai? Như tờ Thời báo.de đã từng thông tin, ông Nguyễn Phú Trọng phân chia Tô Lâm ở miền Bắc và Phan Đình Trạc vào Nam. Thực tế thì hiện nay Tô Lâm đã có được vốn liếng rất lớn với việc bắt bỏ tù hai nhân vật thuộc hàng Trung ương Đảng, làm chấn động xã hội trong mấy ngày vừa qua. Đây là cách tạo cuộc lập thành tích trên chính trường. Tô Lâm được kết quả như vậy là áp lực và cũng là động lực cho ông trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Đã đi thì phải có thu hoạch, chứ không có thu hoạch thì bị đánh giá là bất tài. Sau thời gian tìm cách khơi lại nhiều vụ án, trong đó có vấn đề Thủ Thiêm cũng không đi đến đâu, thì nay ông Phan Đình Trạc cũng thu được kết quả bước đầu. Không bắt được cá gộc thì cũng phải bắt được cá lòng tong, chứ không thể trắng tay quay về Trung ương được. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc. Trước áp lực từ phía ban nội chính Trung ương, từ ngày 21 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật hàng loạt đảng viên. Những người này có liên quan đến 5 vụ án. Được biết có 8 đảng viên vừa bị ban thường vụ Thành ủy thành phố vừa kỷ luật liên quan đến các vụ án làm thất thoát tài sản nhà nước, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Vào ngày 21 tháng 6, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố 3 người bị khai trừ khỏi Đảng do liên quan đến vụ án gây thất thoát lãng phí tại nhà đất số từ 8 đến 12 đường Lê Duẩn, quận 1 và vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do Dương Thị Bạch Diệp cùng đồng phạm thực hiện. Vụ án liên quan đến bà Dương Thị Bạch Diệp xảy ra đã lâu nhưng Ủy ban kiểm tra Thành ủy không chịu kỷ luật. Đợi đến khi trưởng ban nội chính Trung ương ông Phan Đình Trạc vào Nam làm việc thì Thành ủy mới cho xử lý. Thông thường không ai tự lấy dao cắt vào tay, cắt vào chân của mình cả. Chỉ có áp lực từ trên thì họ mới làm. Việc Thành ủy thi hành kỷ luật hàng loạt quan chức cấp sở là áp lực từ Hà Nội. Những người bị kỷ luật đó là ông Trần Nam Trang, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, bị đánh giá thiếu trách nhiệm trong việc xử lý nhà đất khu số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1, và ông Huỳnh Kim Phát, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đã tham mưu xử lý khu nhà đất trên không đúng quy định. Đây là hình ảnh cỗ máy thanh trừng đang khởi động. Người thứ ba là ông Nguyễn Thanh Nhàn, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đã xác nhận pháp lý tài sản số 57 đường Cao Thắng, quận 3, xong không yêu cầu kiểm tra nên không phát hiện được tài sản này đã bị thế chấp vay vốn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của nhà nước. Với vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại điểm tiêm vaccine trường mầm non 10 ở quận 11, ban thường vụ Thành ủy cũng khai trừ đảng với ông Nguyễn Thành Tuấn, trưởng ban tuyên giáo quận ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11. Ngoài ra còn có bà Lê Thị Thanh Tuyền, cựu trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, và bà Nguyễn Thị Loan, cựu trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, cũng bị khai trừ khỏi đảng. Hai người này bị xác định là vi phạm quy định về đầu tư đấu thầu xây dựng cơ bản tại 7 trường học ở huyện Củ Chi, gây thất thoát cho ngân sách của nhà nước. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài, cũng bị khai trừ khỏi đảng vì ký duyệt các chứng từ không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ tài liệu liên quan, gây thất thoát tiền của công ty này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cũng chưa làm được gì những con cá gộc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thanh Nhật, phó giám đốc công ty Thảo Cẩm Viên Sài Gòn cũng bị cách chức. Nguyên nhân ông này đã ký kế hoạch tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ gây thất thoát tiền của tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn. Như vậy là dù ít bắt được những con cá lòng tong, nhưng ông Phan Đình Trạc đã làm được để không bị đánh giá là vô dụng. Chính quyền các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn bao che cho nhau. Không có áp lực từ trên thì những cá nhân sai phạm rất khó bị phát hiện, và như thế họ sẽ ém chìm xuồng. Đó là bản chất của chế độ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhục quá Tô Lâm, lừa Nguyễn Đức Chung lấy 10 tỷ rồi lại lật lọng, yêu cầu ông Lâm phải trả ngay. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2022, báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin cựu chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung được chị gái thương xót nộp hộ 10 tỷ đồng.
Đây là thông tin một chiều, báo chí viết theo hướng có lợi cho cơ quan điều tra. Báo chí Việt Nam là cơ quan định hướng dư luận nên sẽ không có sự thật khách quan nào được tôn trọng ở đây. Theo báo chí thì hội đồng xét xử thấy em trai bị truy tố ở khung hình phạt cao, chị gái của Nguyễn Đức Chung đã rất thương xót và vay mượn được 10 tỷ đồng nộp khắc phục hậu quả thay em để mong em mình được giảm nhẹ hình phạt. Câu hỏi đặt ra là tại sao chị ông Nguyễn Đức Chung không thương xót em mình ngay lúc trước mà đến bây giờ mới thương xót như vậy? Đây là hình ảnh báo chí của nhà nước Việt Nam nói về số tiền 10 tỷ đồng. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Chung 8 năm tù buộc bồi thường 25 tỷ đồng. Bị cáo Giang bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù bồi thường 7,1 tỷ đồng. Bị cáo Hùng lãnh án 4 năm tù và phải bồi thường 4 tỷ đồng cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Đức Chung như cá nằm trong chậu hay chim trong lồng, bị chủ lồng bóp lúc nào thì bóp. Sau phiên tòa sơ thẩm, lính của ông Tô Lâm đã làm áp lực với phía người thân ông Nguyễn Đức Chung để móc thêm 10 tỷ đồng nữa từ túi của bà chị ông. Đây là số tiền bất thường, vì nếu chị của ông Chung thương xót em mình thì bà đã chạy trọt trước phiên sơ thẩm rồi. Báo chí cho rằng tại tòa, ông Chung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét số tiền 10 tỷ đồng mà gia đình đã nộp khắc phục hậu quả ở giai đoạn sơ thẩm. Số tiền này do chị gái ông Chung nộp. Ông đề nghị được phép trao đổi trực tiếp với chị gái để cân nhắc việc có đồng ý nộp hay không. Tuy nhiên, trong lá đơn kháng cáo mà ông Nguyễn Đức Chung gửi cho Bộ Công an có nội dung được chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Cụ thể là trong quá trình diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 10 đến 13 tháng 12 năm 2021 tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú là người bào chữa cho tôi có đề nghị nộp hội đồng xét xử phiên biên lai nộp số tiền 10 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Vân là chị gái ruột của tôi. Tại thời điểm ông luật sư cung cấp biên lai cho thư ký phiên tòa thì tôi cũng mới biết nội dung này. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã bổ sung nội dung này vào bản luận tội và lấy đó làm căn cứ để đề nghị giảm mức hình phạt cho tôi từ 10 đến 12 năm xuống còn mức đề nghị từ 8 đến 10 năm và đề nghị hội đồng xét xử thu số tiền 10 tỷ này để trừ vào số tiền mà tôi phải bồi thường. Sau đó, hội đồng xét xử khi tuyên án đã xác nhận luôn việc nộp 10 tỷ đồng của bà Vân là đã khắc phục thay cho tôi rồi, được nêu tại phần ghi chú trang 37 của bản án mà cả Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và vị thẩm phán đều không hỏi tôi để có đồng ý cho bà Vân nộp thay cho tôi hay không. Ông Chung viết tiếp: tôi đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét ba nội dung tôi nêu trên xem đúng sai thế nào để có phán quyết rõ ràng. Tôi đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm quyết định trả lại 10 tỷ đồng này cho bà Nguyễn Thị Vân. Nếu tòa phúc thẩm vẫn tuyên tôi có tội, phán quyết tôi phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cho tôi được liên hệ với vợ tôi để nộp khắc phục ngay. Như vậy là Tô Lâm đã dụ ông chị ông Nguyễn Đức Chung nộp tiền chạy án, bà tin lời nộp để em mình được giảm án. Khi nộp xong, tòa án lại quỳ và nói rằng số tiền đó là nộp phạt để khắc phục hậu quả, trong khi ông Nguyễn Đức Chung thì luôn khẳng định ông không hề sai. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người cho rằng đã lừa đồng chí của mình 10 tỷ đồng. Nếu có bà chị gái ông Chung tại tòa để đối chất thì phía chính quyền lòi mặt chuột là kẻ lật lọng. Vì thế không biết bằng cách nào mà tòa dàn xếp được chị gái ông Chung không đến tòa. Báo chí nói vì lý do sức khỏe. Bà chị ông Chung không đến là mất oan 10 tỷ và em mình chẳng được minh oan. Thiết nghĩ ông Tô Lâm cũng nên đối xử tử tế với đồng chí cùng ngành, chứ chơi như vậy là quá bẩn. Và cả tòa án nữa, đồng lõa với Tô Lâm để gạt người khác 10 tỷ đồng là rất ác.